Thôi con còng. Còng. Quá trời luôn nè. Còng này bắt làm gì anh? Lâu lâu bắt được cho ăn chơi chứ có sao. Ôi quá trời luôn kìa, nhóc trên kìa. Nghe con luôn. Làm gì ăn đó. Chưa biết luôn á, lần đầu tiên thấy bắt còng này ăn luôn á. Con còng này các bạn ơi. Quá trời luôn. Bắt có cái cù này không hình như đây trời. Nó kẹp không bỏ càng luôn á. Kẹp đi nó bỏ càng luôn phải cua mà kẹp. Ừ. Giờ nó cũng gan. Cho nó kẹp thử rồi bỏ càng không? Ừ. Khía các bạn. Bạn ai chưa biết con này không? Bắt khía thì các bạn thấy nhiều con này nó không phải cái bắt khía nha các bạn. Đây bắt cái con bự nè. Nhìn thằng trâu. Nè đây là con còng nha các bạn. Quá trời. Nó em đi ngang thấy bắt không biết bắt cái gì lên coi thử. Đưa con bự kìa nó kẹp thử cái. Bỏ càng đó. Bỏ càng đó. Nhưng cua kẹp cua rồi không bỏ chứ nó bỏ. Cua nó bỏ càng mà nó cứng ngắc luôn, nó không có sức ra luôn. Nó buông luôn. Thì chị khi là mình bẻ càng nó thôi. Không. À, đây nè các bạn ơi. Mình xong rồi hả? Còn điểm nào nữa không? Bắt có điểm này à. Máy quay gần nó không có điều tiết mà bỏ thì sao? Đây nó quay được. Bơi nguyên cụm, ế nó bò ra kìa. Ơi, nó bắt luôn. À, chài nãy hả? Chài văn lưới. Nó ra hai con rồi. Bỏ vô đi. Thật lắm, vì cái rửa nó lâu lắm. Rửa nó lâu lắm, thật thật. Nó nhỏ hơn hơn. Còn người đó giờ mới thấy biết rồi bắt ăn luôn á nè. Biết giờ biết ăn không? Ngồi rô quýt. Ngồi rô quýt. Biết ăn rồi kiếm không có ăn á. Ô một túi luôn. Quá ngon. Nó đông dữ ha. Dịch cá nhóc hết trơn. Cá. Đây đủ môn nha. Đây có hết luôn kìa. Thôi cũng nhiều quá nè. Hai này đủ môn nữa bắt còng giờ đã hết luôn. Đá cát không mà cũng hết nữa.